Vấn đề quấy rối tình dục khiến nước Úc thiệt hại 3,5 tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất lao động, khiếu nại pháp lý và điều tra nội bộ. Quấy rối tình dục ở nơi làm việc ảnh hưởng đến 33% người dân Úc. Bây giờ một dự án mới do Đại học Nam Úc thực hiện sẽ tìm cách xác định xem văn hóa nơi làm việc góp phần như thế nào vào tỷ lệ quấy rối tình dục. Bà Michelle Tukey là giáo sư về tâm lý học tổ chức và công việc của Đại học Nam Úc đang dẫn đầu dự án. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách phân tích một loạt khiếu nại của những nhân viên từng bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc để xem họ ở vị trí nào trong hệ thống và những rủi ro đó phát sinh như thế nào. Chúng có đến từ xã hội và văn hóa không hay là các khía cạnh của tổ chức? Chúng có nằm trong các sắp xếp tổ chức chính thức như bản phân công và lịch trình hay không? Sau đó chúng tôi sẽ xem xét các yếu tố rủi ro này và làm việc cùng với nhiều bên liên quan các quan điểm khác nhau về vấn đề này để thiết kế một quy trình can thiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm các biện pháp can thiệp ở ba ngành có rủi ro cao khác nhau. Dự án quốc gia này sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu từ Đại học Griffith và Đại học Queensland. Bà Tucky cho biết sự hiểu biết sâu sắc hơn về các yếu tố rủi ro dẫn đến quấy rối tình dục trong hoạt động hàng ngày của một tổ chức sẽ giúp phát triển một mô hình giúp nơi làm việc chống lại hành vi quấy rối tình dục. Về chính xác thì quấy rối tình dục ở nơi làm việc là gì và làm cách nào để nhận biết nó? Giám đốc Chính sách Tâm lý xã hội tại Tổ chức An toàn Nơi Làm Việc, bà Catherine Taylor giải thích. Về căn bản, quấy rối tình dục là hành vi không được hoan nghênh, có tính chất tình dục, khiến một người cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục hoặc bị đe dọa. Quấy rối tình dục có thể trông rất khác nhau ở những nơi làm việc khác nhau. Đó là lý do tại sao, thực sự quan trọng, đó là yêu cầu pháp lý mà nhà tuyển dụng hỏi ý kiến người lao động về những rủi ro Quấy rối tình dục có thể đến từ người lao động, người quản lý, khách hàng hoặc là bệnh nhân và có thể trực tiếp hoặc trực tuyến tại nơi làm việc thông thường, hoặc thậm chí tham dự các hoạt động liên quan đến công việc như là hội nghị hoặc tiệc giáng sinh. Bà Taylor cho biết người lao động nhập cư và ti nạn thường có nhiều nguy cơ bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc hơn. Người lao động nhập cư và người lao động nói một ngôn ngữ không phải tiếng Anh có thể gặp nhiều rủi ro bị quấy rối tình dục hơn. Nguy cơ đối với họ có thể khác, hoặc là họ có thể trải nghiệm nó theo một cách khác. Điều quan trọng là người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của mọi người và bảo đảm rằng thông tin về sức khỏe an toàn, bao gồm cả quấy rối tình dục, được cung cấp bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu và được truyền đạt hiệu quả. Dữ liệu mới nhất từ Ủy ban Nhân quyền Úc cho thấy cứ 3 người thì có một người bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong 5 năm trước đó, tính đến năm 2022. 41% những người cho biết bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc là phụ nữ và 26% là nam giới. Nó cho thấy một nửa số vụ việc được lặp lại và trong số đó một nửa đã diễn ra trong hơn một năm. Ủy viên chống phân biệt giới tính của Úc, tiến sĩ Anna Cody, nói rằng có một số lĩnh vực còn tệ hơn những khu vực khác. Có một số ngành phổ biến hơn. Vì vậy, như là ngành thông tin, truyền thông và công nghệ có tỷ luật phổ biến cao hơn, ngành bán lẻ cũng cao hơn. Y tế và trợ giúp xã hội là một ngành khác có tỷ lệ khá cao. Ngoài ra, còn có một số nhóm công nhân hoặc một số nhóm cụ thể của những người lao động bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ví dụ những người LGBTIQ những người trẻ tuổi, những người thuộc các nền văn hóa, chủng tộc bị gạt ra ngoài lề xã hội đều có trải nghiệm quấy rối tình dục cao hơn. Báo cáo của Ủy ban nhân quyền cho thấy người lao động Úc không tin rằng tổ chức của họ đã làm đủ. Bà Michelle taki đồng ý và nói rằng rõ ràng cách mà hầu hết các công ty đang giải quyết vấn đề hiện tại không hiệu quả. Các tổ chức thường dựa vào việc thực hiện chính sách thông qua đào tạo được hỗ trợ bởi hệ thống báo cáo để tiến hành điều tra nhưng có những vấn đề cố hữu với cách tiếp cận chung này mặc dù các chính sách có thể đặt ra những hướng dẫn và hậu quả về hành vi và chúng có thể có một số tác dụng răng đe họ dựa vào việc được đào tạo tốt và mạnh mẽ cũng như hành động ý nghĩa việc đào tạo mặc dù có thể nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục là gì nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy rằng Việc đào tạo có bất kỳ tác động nào đến thay đổi hành vi. Từ ngày 6 tháng 3 năm 2023, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc bị cấm theo đạo luật công bằng lao động. Điều khoản này mở rộng các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa quấy rối tình dục, hầu bảo vệ người lao động, người lao động tương lai và những người điều hành doanh nghiệp.